từ ngày mà trở thành tư vấn viên chính thức của công ty á, cảm giác như thế nào? Em cảm giác là càng ngày càng tìm hiểu thì rất là thích thú với công việc này luôn á. Rồi về có khoe với con hay là với chồng gì không? Dạ đương nhiên có công việc mới thì khoe chứ, nhưng mà chưa đạt được chỉ tiêu thì chưa dám khoa trương nhiều thôi. Dạ hả? Rồi bé Hương như thế nào? Bé Hương cảm thấy mà khi mà mẹ mà có công việc mới rồi bé Hương có vui không hay là sao? Dạ Hương còn nhỏ thì nó cũng chưa ý thức được, nhưng mà nếu mà công việc em làm tốt thì nghĩ là mình lo cho nó ổn định hơn thì đó là cái điều mà em thấy là mình mong muốn. Rồi, thôi bây giờ chúng ta vào cuộc họp ha. Dạ. Thì thật sự rất là vui khi mà em đã dành thời gian cho cuộc họp như thế này. Dạ. Bởi vì cuộc họp này rất là quan trọng. Đây là cuộc họp mà chính thức đặt mục tiêu kinh doanh trong 30 ngày đầu tiên giữa người trưởng nhóm là anh và tư vấn viên là Hà. Dạ. Theo yêu cầu và chuẩn hoạt động của tập đoàn Generali á, thì một khi đã tham gia lực lượng tư vấn viên rồi thì cả anh và Hà đều cần phải có những cam kết hoạt động rất là cụ thể và rõ ràng. Đó là Hà mỗi ngày cần phải làm gì và anh sẽ hỗ trợ cho Hà như thế nào. Nếu mà có những hoạch định như vậy thì rất là tốt. Về nội dung cuộc họp của mình á, thì thứ nhất á là mức thu nhập quy thành mục tiêu doanh thu của Hà mỗi tháng. Yeah. Thứ hai á là liệt kê những công việc, những công việc nào mà Hà cần làm để mà đạt được doanh thu mỗi tháng như thế nào. Yeah. Thứ ba đó là cam kết của em đã dành thời gian cho công việc này như thế nào. Yeah. Và cái cuối cùng á đó là cam kết giữa anh và Hà sao cho hợp tác thành công hiệu quả. Như Hà đã được giới thiệu trong hội thảo về cơ hội nghề nghiệp rồi, thì một khi đã tham gia lực lượng tư vấn viên của Generali á, thì công ty đòi hỏi rất cao về tinh thần làm việc của em. Yeah. Cụ thể hóa bằng những doanh thu để mình cam kết hàng tuần, hàng tháng. Yeah. Rồi, anh sẽ hỏi em một câu hỏi rất là nghiêm túc, đó là hiện nay mức thu nhập tháng đầu tiên của Generali đặt ra cho tư vấn viên mới là từ 6 đến 8 triệu đồng. Yeah. Tương ứng với doanh số FYP là 20 đến 25 triệu đồng một tháng. Yeah. Nhưng mà em có chia sẻ với anh á là em có kỳ vọng về tương lai của con em bé Phương á. Yeah. Là tương lai là bé sẽ được học trường chuyên tiếng Anh đúng không? Yeah. Rồi được học những môn năng khiếu mà bé ưa thích đúng không? Yeah. Rồi chưa kể là truyền thống của văn phòng mình á là luôn nằm top 20 của cả nước. Yeah. Như vậy á em sẽ tính cho mình là chuẩn cho mình là mức phấn đấu là bao nhiêu? Bắt đầu từ tháng 4 rồi đi. Nếu mà anh nói là để mà phấn đấu mà đạt được cái thu nhập mà như mong muốn thì với bản thân em nghĩ là càng nhiều sẽ càng tốt. Nhưng mà để đạt được một cái chỉ tiêu ổn định thì cái hôm mà em đi học cái lớp hội thảo cơ hội nghề nghiệp á, em có cái có nghe là chị Hồng là cái chị mà thấp thấp xinh xinh đó anh. À đúng rồi, chị Hồng. Dạ thì chị cũng chia sẻ là cái lương đầu tiên mà chị vào chị làm đó là được 15 triệu một tháng. Thì em nghĩ đó là một cái lương mà cực kỳ ổn. Thì em rất là thích. Nhưng mà đó là tháng lương đầu tiên của chị Hồng thôi. Bây giờ lương của chị Hồng đã cao hơn rất là nhiều rồi. Rồi cho anh hỏi một câu này ha. Dạ. Đó là chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình mình như thế nào nè? Chi phí mà sinh hoạt tính luôn hai vợ chồng với là con em luôn là thì một tháng như vậy là mất 10 triệu. Tại bây giờ thì hai chồng với lại con á cũng đang ở nhà thuê rồi. Rồi còn tiền học của bé Phương, cả tính luôn những tiền học mà ngoại khóa của bé thì mất hết bao nhiêu? Tiền học của bé Phương không là một tháng gì là 1 triệu á. 1 triệu. Rồi hai vợ chồng mình đã có kế hoạch gì để tiết kiệm hay là để dành mua nhà cho tương lai chưa? Dạ có chứ, cứ mơ nhỏ nhỏ hai vợ chồng thì em với ảnh đó thì cũng ráng làm sao mà một tháng tiết kiệm được 5 đến 6 triệu. Thì chừng khoảng vài năm sau cũng như có một cái khoản nhỏ nhỏ để mà mua cái nhà để ở. Mà em nghĩ nếu mà làm việc mà để một tháng vậy mà tầm khoảng 10 đến 12 triệu thì em nghĩ đó là một mức lương mà em cảm thấy là mình có thể thoải mái trong cái sinh hoạt hơn. Vậy là em mong muốn mức lương của mình, thu nhập của mình được mỗi tháng là được 10 đến 12 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, như vậy thì anh với em đã quyết được mức phấn đấu của Hà trong 3 tháng tới là thu nhập 12 triệu một tháng. Dạ. Tương ứng với doanh số là 40 triệu đồng một tháng. Là hoa hồng mình là từ 30 đến 35%. Dạ. Đúng chưa? Em biết không? Chỉ cần nha, em làm việc chăm chỉ đều đặn và đạt doanh số như thế này mỗi tháng thì trong vòng chưa đầy 6 tháng em sẽ trở thành tư vấn viên chủ chốt hạng vàng của Generali luôn. Đợi anh chút. Đâu rồi? Đây. Đây là biên bản cuộc họp. Từ từ.
Còn đây, đây là cái viết mà trong 2 năm qua anh đã sử dụng để cho hơn 10 bạn tư vấn viên của mình ghi con số muốn đạt được mong muốn của họ trong cuộc họp đầu tiên. Bây giờ sẽ dùng cái viết này em ghi vào biên bản cuộc họp để mà lấy hên. Em cần phải làm gì mỗi tuần mỗi tháng để mà có thể đạt được doanh số như thế này hay không? Dạ, em nghĩ thì em sẽ ưu tiên chia sẻ những cái vấn đề này cho cái người thân trong gia đình của em và bạn bè xung quanh của em biết. Vì bảo hiểm nhân thọ nó rất là quan trọng, mà nếu những người thân bên cạnh của mình đó mà họ chưa biết rõ về cái thông tin này thì đó là một cái điều rất đáng lo. Em nói rất là chính xác. Và trong cái tham dự huấn luyện đó thì anh thấy em rất là ghi chép rất là rõ ràng, và anh cũng sẽ chia sẻ một bí quyết thành công. Thứ nhất á là luôn chủ động bổ sung khách hàng tiềm năng. Thứ nhì á là chúng ta phải thiết lập cuộc hẹn mỗi ngày. Thứ ba đó là chúng ta sẽ thực hiện tư vấn, và cái cuối cùng đó, cũng là cái quan trọng nhất, đó là chốt hợp đồng. Bây giờ làm cho em dễ hiểu nhất thì anh sẽ vẽ một cái mô hình. Đây là bí quyết mà nhiều tư vấn viên đã áp dụng và đã rất là thành công. Đó là bí quyết 10-5-3-1. Là 10, với 10 khách hàng tiềm năng, em sẽ cố gắng thực hiện được 5 cuộc hẹn với khách hàng. Và trong 5 cuộc hẹn đó thì em hãy cố gắng thực hiện được 3 tư vấn giải pháp với 3 khách hàng của mình. Và theo tỷ lệ này thì với 3 khách hàng được tư vấn giải pháp là em sẽ chốt được 1 hợp đồng. Và để thực hiện được thành công giải bí quyết này á, thì theo em mục tiêu hoạt động hàng tuần của em là sẽ như thế nào để mà thực hiện được? Dạ, với những mối nghề mà em có thì em cũng đặt mục tiêu cho tuần đầu tiên của mình thì em sẽ tiếp cận được 15 khách hàng tiềm năng, chốt được 7 cuộc hẹn, tư vấn làm sao sẽ được 4 khách hàng, rồi em sẽ chốt được 1 hợp đồng. Em nghĩ là cái kỹ năng đó, kỹ năng đầu tiên của em thì em nghĩ là em sẽ chốt được 1 hợp đồng thôi. Và cái doanh thu về như vậy là được 10 triệu cho cái tuần đầu tiên. Anh thấy tuần đầu tiên của em như vậy là ổn đó. Vậy còn tuần thứ hai thì em sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào nè? Tuần thứ hai thì em sẽ cố gắng tiếp cận được 12 khách hàng tiềm năng, chốt được 6 cuộc hẹn, tư vấn được cho 4 khách hàng, và cũng chốt được 1 hợp đồng. Thì cái doanh thu em cũng thu về là 10 triệu trên một tuần. Anh thấy rất là tốt. Rồi còn tuần thứ ba, tuần thứ tư thì kế hoạch của em như thế nào đây? Em nghĩ tuần thứ ba, thứ tư thì em sẽ đặt ra cho mình một cái kế hoạch giống nhau. Là em sẽ tiếp cận được 10 khách hàng tiềm năng, chốt được 5 cuộc hẹn, tư vấn được cho 3 khách hàng, và cũng chốt được 1 hợp đồng. Và cái doanh thu thu về cũng là 10 triệu trong 1 tuần. Thì tổng cộng em thu về trong 4 tuần là 40 triệu. Thì đây là cái doanh thu mà khá là ổn so với cái kỹ năng thương. Anh thấy mục tiêu của em rất là rõ ràng, rất là tốt, và anh sẽ cố gắng giúp cho em thực hiện tốt cái kế hoạch này. Em có một câu hỏi anh được không ạ? Em có hỏi đi. Vì em nghĩ là nếu mà ban đầu á mình mới làm thì cái tiếp cận của mình với khách hàng nó, cái lượng khách hàng nó sẽ nhiều hơn một chút. Qua thời gian thì không biết là cái lượng khách hàng đó mình phải tìm ở đâu và như thế nào. Đây là một câu hỏi rất hay và rất nhiều tư vấn viên mới cũng đã hỏi. Nhưng mà em thử suy nghĩ đi, trong công ty mình có những tư vấn viên kỳ cựu, họ làm 5-6 năm rồi nhưng mà nguồn khách hàng tiềm năng của họ vẫn rất là dồi dào. Quan trọng là mình phải biết cách xây dựng và mở rộng mối quan hệ để mà tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Thì cái cách này á là anh sẽ hướng dẫn cho em vào trong những buổi họp tiếp theo ha. Thực sự nghề tư vấn viên này á thì em không cần phải trang bị một kiến thức gọi là quá cao siêu hết. Em chỉ cần á làm đúng về những kế hoạch và mục tiêu mà em đã đề ra là em sẽ thực hiện được thôi. Và Hà có thể cho anh biết á là em sẽ dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để mà thực hiện những mục tiêu này, để mà trở thành tư vấn viên chủ chốt hạng vàng hay không? Nói về thời gian thì em cũng cam kết với anh là em sẽ dành hết công việc cho nguyên một tuần, là từ thứ hai đến thứ bảy. Và buổi sáng thì em sẽ dành cho mình cái khung giờ là từ 9 đến 12 giờ. Và buổi chiều thì em sẽ dành cái khung giờ là 14 đến 17 giờ.
riêng cái ngày chủ nhật thì em nghĩ cái thời gian này em sẽ dành cho gia đình. Anh thấy quỹ thời gian mà em dành cho công việc này rất là ổn, 6 tiếng một ngày. Ừ, là được rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất gặp nhau vào sáng thứ hai hàng tuần ha. Vào thứ hai đó, anh sẽ huấn luyện cho Hà và hai bạn nữa cách trình bày bản minh họa quyền lợi. Vào chiều thứ ba đó thì anh sẽ đi zone fewer để mà hỗ trợ tư vấn khách hàng tiềm năng cho em. Còn chiều thứ năm á, anh và em á sẽ sang hội phụ nữ quận để mời khách tham dự CV tuần này. Đây, bây giờ á em sẽ đọc kỹ biên bản họp này và anh và em cùng ký tên ở phía dưới. Sau buổi họp đầu tiên này em cảm thấy như thế nào? Nó có giúp em nhận rõ ra được những việc mình cần làm hay không? Dạ có chứ. Sau khi mà anh nói được những cái hoạch định cho em thì em có một cái kế hoạch đi theo cái đúng đường lối nha. Thì mà được chia sẻ với em thì em nghĩ là cộng với cái năng lượng mà em biết em làm để chị làm không chỉ là những cái dân u mà em đi làm được. Chắc chắn là ổn luôn. Và chỉ cần em quyết tâm làm việc thật là nghiêm túc thì anh tin hai anh em mình sẽ thành công. Rồi, yeah.